bây giờ để anh kiểm tra xem chúng ta có thực sự chặt mà đột kết hay không. Anh đứng, anh đưa tay tới đâu, người nào mà có đầu chạm tay anh bắt lên phạt. Thử nha. Chặt chưa? Không được đứt nha. Hay gì hả? Ok ok, vậy là đủ chặt rồi. Các bạn nghĩ là đủ chặt chưa? Chặt đúng không? Mình ngồi xuống. Ngồi xuống mới chặt, vẫn giữ cái vai như vậy, ngồi xuống. Không có đâu em, yên tâm đi. Anh đốt đó lần thứ mười mấy rồi mà anh mới bị khuẩn nhẹ thôi. Chưa sao nè. Không có ngồi ra chế, ngồi ra cát đi. Cát phủi là hết mà. Ngồi xuống, ngồi xuống. Chuẩn bị chưa? Sát nhau chưa? Chuẩn bị nha. Làm lại lần nữa nha. Vai tròn vai đâu. Kệ. Chuẩn bị nha. Ủa chưa mà làm gì cũng dữ vậy. Bây giờ anh không muốn các bạn phải cúi vô mà anh muốn các bạn ngửa ra. Đứa nào chưa phát lên phải cắn chịu nha. Rồi. Bạn nào cũng tương đối là chặt đó. Anh hy vọng là từ đây tới hết chương trình chúng ta vẫn kết nối chặt chẽ như mình nha. Đó. Vậy các bạn ơi, mình ra đây ngồi đi, cho bờ đỡ nóng. Đứt ta. Ta đứng cạnh nơi. Đứt ta. Có trời ta. Nhầm nhầm, qua đây đi, qua sau lửa đi, hơi nóng. Cứ ở đây là đủ sáng rồi. Để đổ đi, để đổ đi, có người coi mà yên tâm. Nghĩa mấy nghiệp coi dùm anh cái túi của mấy bạn vậy. Rồi ngồi góc đó đi, mày ngồi góc đó đi. Thôi giờ không ngồi nữa, đứng 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 đứng. Đứng sát qua đây nè, sát qua đây nè. Em sát qua đây. Rồi sát qua đây, sát qua đây, sát qua đây. Rồi bây giờ chúng ta có tổng cộng là 19 thành viên đúng không? Dạ, 19 thành viên. Thì sau đây là những thử thách để xem 19 thành viên này có thực sự đoàn kết với nhau hay không. Anh có một trò chơi rất là đơn giản. À 20, anh hát như thế nào các bạn sẽ làm theo như thế ấy, được không? Nắng hả? Giờ này kêu nắng quá hả? Cái cưng vậy. Chuẩn bị nha. Nghe nha, nghe nha. Bất chấp làm theo nha. Còn anh không có làm bậy đâu, yên tâm. Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Nhìn cái mặt nhau đi, xem ai có giận hơn chi. Mình là anh em, có chi đâu mà ngay ngu. Nhìn cái mặt nhau đi, hay nhìn cái mặt nhau đi. Chưa? Rồi chuẩn bị nè. Cầm cái tay nhau đi, xem ai có giận hơn gì. Cầm cái tay nhau.